qua Rimia check in thử nón coi đúng không. Dạ. Bán đàn cho người bạn đem về móng cái. Ồ, xin chào quý khách hàng thân thương của tiệm đàn Hoàng Piano. Hôm nay chúng em đã đến để review những cây đàn đỉnh nhất tại shop. Hay quá anh Hoàng Piano ơi, sáng giờ nghe đồn là anh bán đàn rất là đắt đúng không? Thấy không? Tình hình là tôi cập nhật tại shop là vừa ăn chơi nè, vừa làm việc nè. Nói rồi, giàu mà khổ. Đây, nghèo mà sướng đây, nhân viên của Hoàng Piano. Được tự hào làm nhân viên của Hoàng Piano. Đây em, nhân viên ưu tú nhất của shop đàn Hoàng Piano. Cuộc sống của em là làm, muốn nghỉ là nghỉ. Tại biết sao không mọi người? Giỗ tổ Hùng Vương mà sếp không cho nghỉ. Trời ơi, giỗ tổ Hùng Vương ai cũng nghỉ. Nên em tự nghỉ luôn. Ủa, này là bạn hay sao vậy Hoàng? Bạn là khách hả hay là... À. Kìa, mua đàn kìa. Giới thiệu với các bạn, đây là đại gia móng cái. Lấy cái đàn nào xịn nhất đi xe Roy and Roy Lamborghini. Bán cái đàn gì bình thường quá là không được cho bạn tôi nha. Cây đàn phải là xịn nhất trong cái shop này mà với giá rẻ nhất. Ok bạn. Hôm nay thử thách Hoàng Piano bán cái đàn xịn nhất nhưng mà giá rẻ nhất. Theo kinh nghiệm của Theo, tôi thích cây đàn này. Cái đàn này Arius. Âm thanh cái đàn này rất là hay, âm thanh rất là tuyệt vời. Thôi cậu lựa đàn tiếp đi, tôi đi ra ngoài đây. Bây giờ mình phải đi mua đồ để chuẩn bị cho ngày mai đi Côn Đảo. Mai mình ốp luôn mà, mai mình không có làm việc ở Hoàng Piano. Mai mình nghỉ luôn. Giỗ tổ Hùng Vương mà. Đi mua đồ chuẩn bị cho ngày mai. Thôi tạm biệt các bạn nha.